ơi, chúng mình đang đứng trước cổng ngôi chùa nổi tiếng ở Bắc Giang đấy. Chùa Vĩnh Nghiêm đúng không? Giỏi quá, sao cậu biết? Cổng chùa có ghi tên kia kìa. Hi hi, thế mà tớ cứ tưởng cậu đã đến đây rồi chứ. Ở đây còn có địa danh nào nổi tiếng nữa không Chip? Còn nhiều lắm. Chúng mình có thể về thăm làng Thổ Hà, cao nguyên Đồng Cao, đẹp như phim nữa. Cậu kể thiếu rồi. Thiếu cái gì vậy? Đó là những vườn vải ở Lục Ngạn. Ừ nhỉ, mau cắm cờ để đi hái vải thôi. Phải đi học đã chứ. Chào các em, ở chuyên đề trước chúng ta đã được học về cách chơi chữ đồng âm, thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em thêm một cách chơi chữ nữa, đó là nói lái. Cô ơi, nói lái là gì thế ạ? Nói lái là hoán đổi âm đầu, vần và thanh điệu của các tiếng trong từ để tạo thành từ mới có nghĩa. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn một số cách nói lái như sau. Cách đầu tiên, đổi vần, giữ chữ đầu và thanh. Cô có từ mèo cái. Tít cho cô biết từ này có những vần nào? Vần eo và vần ai ạ? Tít nói đúng rồi. Nếu cô đổi chỗ hai vần kia cho nhau thì tiếng mèo biến thành tiếng gì đây Chip? Thành tiếng mài ạ. Chính xác. Thế còn tiếng cái sẽ chuyển thành tiếng gì? Thành tiếng kéo ạ. Tiếng kéo viết âm đầu là cơ hay ca nhỉ? Mời Tít nào. Em thưa cô là ca ạ. Như vậy sau khi đổi chỗ các vần chúng ta được từ mới là gì? Mài kéo ạ. Hoan hô cả hai bạn. Mèo cái đọc lái đi sẽ thành mài kéo. Giờ cô có thêm từ trời cho. Chip thử đổi chỗ các vần cho nhau xem nào. Trời cho... trò chơi ạ. Chip đã chắc chắn chưa? Em chắc chắn rồi ạ. Chip thật thông minh. Trời cho, nói lái sẽ là trò chơi. À, em vừa nghĩ ra một câu đố. Bên kia cưa ngọn, bên này cũng cưa ngọn. Đố biết đây là gì? Trời, đơn giản. Cưa ngọn là con ngựa chứ gì. Chip giỏi quá. Cô cũng có một câu đố cho hai bạn đây. Một bạn nhỏ đi ra chợ mua đồ, nhìn thấy con cò đi lùi. Đố các em biết tại sao bạn nhỏ lại chạy về nhà? Cô ơi, sao câu này khó thế? Bạn Tít đã nghĩ ra đáp án chưa? Tại sao lại có con cò đi lùi à? Câu hỏi của Tít cũng chính là gợi ý đấy. Cả hai bạn suy nghĩ về cụm từ con cò đi lùi nhé. Cò đi lùi là cò không đi về phía trước. Tốt lắm, vậy cò không đi về phía trước còn có nghĩa là gì? Cò không đi về phía trước là cò không tiến về trước ạ. Chip sắp tìm ra đáp án rồi đấy. Giờ thì hãy nói lái cụm từ cò không tiến nào. À, cò không tiến là tiền không có. Bạn nhỏ chạy về vì không có tiền ạ. Tít giỏi lắm, câu trả lời của em hoàn toàn chính xác. Tít siêu ghê. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu cách nói lái thứ nhất, giữ nguyên âm đầu dấu, chỉ thay đổi vần. Bây giờ cô sẽ chỉ thêm cho các bạn cách thứ hai, hoán đổi vị trí tiếng, giữ nguyên dấu thanh. Cô có cụm từ đầu tiên. Bây giờ cô mời Tít xác định dấu thanh của mỗi tiếng. Em thưa cô, tiếng đầu có thanh huyền, tiếng tiên có thanh ngang ạ. À. Bây giờ cô giữ nguyên dấu và đổi vị trí hai tiếng cho nhau. Chúng ta được một từ mới là gì? Đầu tiên là tiền đâu ạ? Đúng rồi, đầu tiên nói lái là tiền đâu. Đầu tiên là tiền đâu? Ha ha, hay quá. Như vậy chúng ta đã hiểu xong hai cách nói lái. Thứ nhất là đổi vần, giữ chữ đầu và thanh. Thứ hai là hoán đổi vị trí tiếng, giữ nguyên dấu thanh. Tiếng Việt thật diệu kỳ. Chip ơi, hôm nay chúng mình học về nói lái rồi. Thế có trò gì mình được chơi nhỉ? Bí mật. Cậu bật mí đi. Đây, tớ bật mí đây. Trò chơi có tên đoán xem nào. Tớ nghe có vẻ hay đấy. Cậu nói cách chơi đi nào. Cách chơi như sau. Chia thành hai đội. Một đội ra câu đố. Mỗi lần đố xong phải nói câu đoán xem nào. Tớ ví dụ nhé. Cối cấy. Tít đoán xem nào. Tương gì? Cối cấy là cây cối, đúng chưa? Tít khá lắm. Đấy, cách chơi như thế thôi. Để tăng tính hấp dẫn, trò này phải có thưởng phạt nhé. Ai chưa đoán được sẽ nhảy lò cò tại chỗ 5 cái. Nhất trí. Các bạn nhớ rủ bạn bè chơi cùng nhé. Hẹn gặp lại lần sau.